tám mưa họ nếu không xem không không soi quanh. Vâng. Anh tí cho xem cái Sau một khoảng thời gian đầu tiên này, sau khoảng thời gian đầu tiên này mất tay một chút về vấn đề bảng quân và đấy thì quay trở lại trận đấu với anh em ơi. Trận này chúng ta quân là Per AC Sam Baby, còn quân họ là IA Katha Sum và Egip. Quân mình đánh giá là nhỉnh hơn khi có chém tuyển Persian và cung rất tuyển AC. Quân cũng là dễ đánh hơn, đều là quân gỗ. Bên kia thì có IA Katha đánh vàng nhưng mà IA có khả năng sút kém rất rẻ. Đây chúng ta cùng với màn hình máy của King Kong. Trận này King Kong được cầm Sumerian nằm ở vị trí 12 giờ, khả năng đánh cung là rất cao, cùng với lại màu 8 tí Baby Hoàng Anh Nhi. Trận này đẩy ra đầu cánh, khả năng anh sẽ đánh chém thôi. Persian đánh chém không cần dâng lờ vì vị trí này là rất thuận tiện. Không biết 3 giờ có kẹp xong không anh nhỉ? 3 giờ có kẹp xong, thông tin báo về như vậy. Màu Hoàng Anh Nhi vừa xem chỉ số giò, đây là một bài rất đẹp đến từ Persian 850. Tám bảy phần trăm rồi. Trận này khả năng Hoàng Y sẽ kích đời ở tầm 94x VM VL. Bài nha, bài pơ rất giàu. Chúng ta chuyển lên mắt này nhìn rất là quen, bài pơ rất là quen luôn. Hai 27 dân đến từ tí đang thiết kế BB King Kong.
Kinh Công chưa lên đời, ghi các nhà bên Nam Định lên đời khá là sớm. Minh Trung AC đầu cánh đánh chém, đẩy con giò đi, anh đẩy luôn xuống góc khoảng 7 giờ đến 6 giờ, tỷ lệ 9 giờ là mặt. Hoàng Mày Nhi đang chọc quái vào nhà của Catalan màu 1, bãi vàng đã bao bế nhà Catalan, cũng là một bài rất đẹp. Nhưng mà Persian thì đang có một cái sở thú nhỏ ở nhà. Để ý con giò anh ơi, hai dân chỗ này có khả năng đến đây thôi, đi dò vị trí khác đi anh ơi. Bãi vàng chưa bó bế này, hai con lạc đà ra quá đúng lúc. Mà anh cắt thêm dân ra ăn vàng và bó bế với lại bãi vàng đi, Persian mà không có vàng là phế luôn. Tiếp tục đi vào nhà màu 4 bên trong cánh, nhà màu 1 nó chính là nhà màu 4 vẩy e, nhưng rất ảo. À đấy, vẩy e xịt nhưng mà con giò vẫn chết bình thường. Màu 4 6 giờ trong cánh cầm Deken, cầm Egip, bơ nên vào chăn Egip luôn này. Không biết nhà trong 3 giờ sao nhỉ? 3 giờ. 3 giờ chứ, trong 3 giờ kẹp xăm lại không ai chém. Không hiểu lắm. Minh Trung nào, và thì Minh Trung đang bị quật, dân làng quật chết con giò và ở nhà thì cũng vác dân làng ra quật con lạc đà, có vẻ yếu thế hơn rồi. Lạc đà nó khoảng phải gấp mấy lần con giò thôi. Chết hai dân, ba dân, máy gỗ không sao. 2L khả năng bắt rất là đều, 100 thịt thứ tư. Kinh công tham lai là sao mới có 32 nhỉ? À vẫn chưa sóc tương đầu, trận này lên đời khá muộn, đầu kích đầu 11. Trở lại màn hình máy Hoàng Minh Nhi xem anh chém như thế nào. Ba cái E, bãi vàng này phải thêm một cái E nữa. Thực ra rất nhiều nha. Các bạn thấy độ kinh nghiệm đến từ Hoàng Minh Nhi, anh đứng lạc đà của bãi An Hoang. Ôi bãi vàng nhìn rất ảo kìa, có một cái khe ở giữa. Nhưng mà Bách, ôi Bách lại trở về với phong cách của Guni, không thích con dân làm gỗ, thích bãi vàng rồi. Anh cách lạc đà lại chém cung đi anh, khả năng mất thủ được đấy. Kinh công bắt đầu đẩy cung ra giữa bản đồ, đẩy nên kết hợp quân cùng với Minh Trung để đẩy vào nhà màu 3 đi. Màu 3 bài khá khỏe ra ruộng cũng như Minh Trung vậy, lạc đà bắt ra là cực kỳ đều. Minh Trung vẫn chưa thể qua được cái nhà này. Tí nào, xem tí, tham lai mới chỉ là 38 thôi. Có sao màu nhà màu 2 ở trong đây mà tơn kết hợp cung quân đến từ. Tí quay lại bắn bãi vàng còn cho anh Hoàng Mai Nhi vào đi ruộng. Nó chạy bãi vàng rồi, chạy bãi vàng rồi. Tí đánh kiểu này có vẻ là tham hơi chậm. Thôi, không sao, cứ bình tĩnh thôi. Màu 2 mất vàng, đang chạy toàn bộ dân nông dân xuống góc 6 giờ để chạy vào. Như mô là định chạy vào nhà màu 4 thôi. Tiếp tục vẽ ruộng. Em nghĩ thời điểm này anh tí nên sóc một tân dân đi để nở tham nó mạnh hơn, đang chạy gỗ 2 hơn là sóc quân. Bây giờ chưa quân đẩy vào nhà màu 8 đâu, sóc tân dân đi hợp lý hơn. Ui chào, nửa dân tỉnh Hà Nam đang tập thể dục ở đây à, chắc chắn là như vậy. À không, Nam Định, nửa dân Nam Định, xin lỗi. Quá đông dân đến từ Nai và Bia. Chém thì không có mấy nhưng mà nông dân thì lạc đà IA đang chạy rất là tít. Minh Trung nào, tham lai đang là 29 nâng chém 4, đang đẩy cung kết hợp quân cùng với kinh công kìa. Hai anh dừng lại chơi luôn đá cung này đi. Nó lui lên dốc rồi anh ơi, từ bình tĩnh á, bình tĩnh á. Ok,
ruộng chắc có hai thằng dân thôi, không không ấy lắm, một thằng dân. Anh ấy có vào trong cánh không? Vào trong cánh xem nhà màu 4 nào bắn xây dựng kìa. Công đang 71 đang sóc dân cá điên cuồng. Nhà thì có bế rộng này lại trở thành đẹp. Tí xem sao. Tí tham gia thì 59 có vẻ mồ hai quá đông dần. Nhưng mà chỉ chạy thôi, chém thì không xong. Kinh công có vẻ mặt trên 12 giờ không thấy bãi vàng đâu cả. À đây, ngoài nhà A anh ơi có một bãi trên góc gần 12 giờ có bãi nữa. Đúng rồi, đi chủ động ăn vàng đi anh. Đấy, có. Ôi khu vực này mặt quá yếu, cái này mà chém nó lọt vào thì nhói lắm. Ừ, nhưng mà không còn một con ruồi nào. Các nhà chém bên kia đều yếu hết rồi, nhưng mà đây tham 29 đấy. Có màu 4 chưa thấy hình dáng nên hình dáng nhà đến từ màu 4. Ý bên này đang bắn dân màu 2 là mỏi cung, nhưng mà không biết chạy đâu hết rồi. Rất nhiều lạc đà màu 1 nha. À màu lạc đà màu có 1. Chuẩn rồi. Giáp mới là giáp 2 thôi. Lạc đà nó cơ này nó đứng lại phay là cũng mệt đấy. Đốt lở. Bình tĩnh thôi anh ơi. Lên giáp 4 chưa nhỉ? Vẫn giáp 2 thôi. Ồ. Khá liều. Tên này nguyên lạc đà nó đã dám phay rồi anh ạ. Còn mình nhìn là sóc lại dân Persian. Lạc đà tích lại. Để ý tên này không bị bắt hết lạc đà đấy. Màu 4 là tôi đánh giá là khá là to rồi. Đang vớ được bãi vàng của màu 1. Tham lai. Đè quá. 50. 50 cho Nam Định. 50 cho Hà Nam. Thank you.